Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thượng đến, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Các Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Lộ diện tháng phát tài lớn nhất, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, gặp thời đổi vận, tiền vàng ùn ùn kéo về nhét, chật két, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Nhâm Tuất thân mến, nếu có một người nào đó không tốt với Nhâm Tuất đừng nên quá bận tâm hay phiền lòng với họ. Trong cuộc sống của Nhâm Tuất, không ai có nghĩa vụ phải tư xử tốt với bạn, trừ cha mẹ, còn với những người tốt với Nhâm Tuất nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng Nhâm Tuất cũng cần phải có chút đề phòng. Bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ họ tốt với Nhâm Tuất không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến Nhâm Tuất. Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của Nhâm Tuất. Vì thế, nếu sau này người Nhâm Tuất yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi Nhâm Tuất có thể đặt niềm tin, Nhâm Tuất cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, Nhâm Tuất đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích, người ta tham vọng sống lâu. Nhưng Nhâm Tuất chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày, hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của Nhâm Tuất nhé. Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời Nhâm Tuất, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa Nhâm Tuất, Nhâm Tuất hãy học cách chờ đợi, hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn Nhâm Tuất lắng lại, rồi nỗi đau của Nhâm Tuất cũng sẽ dần biến mất. Nhâm Tuất đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Nhâm Tuất có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Nhâm Tuất có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng Nhâm Tuất không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi Nhâm Tuất tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với Nhâm Tuất. Hãy nhớ điều này, nếu không Nhâm Tuất sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống. Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn, Nhâm Tuất ít khi gặp mọi người. Nhưng Nhâm Tuất hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương Nhâm Tuất hơn. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng Nhâm Tuất đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách, chông gai của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Nhâm Tuất hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Nhâm Tuất nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Nhâm Tuất, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị Nhâm Tuất phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Nhâm Tuất thân mến, sau một thời gian cần mẫn nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tử vi khác nhau, đội ngũ Minh Đường Tử Vi đã làm ra video lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Nhâm Tuất 1982, gặp thời đổi vận, tiền vàng ùn ùn kéo tới, đúng 3 tháng tới nhằm dự ngôn. Luận giải tổng quan tử vi hàng tháng cho quý quý bản mệnh Nhâm Tuất được xa hơn, để bản mệnh Nhâm Tuất có thể phần nào nắm được vận trình của mình trong những tháng tiếp theo và sống một cuộc sống bình an, mạnh khỏe. Tuy nhiên, luôn có những biến số xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, nên có thể những luận giải của Minh Đường Tử Vi sẽ không thật sự đúng với một số người. Vậy nên, Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng, dù những dự ngôn, luận giải trong video này là tốt hay xấu, mong rằng bản mệnh Nhâm Tuất hoan hỷ đón nhận. Thưa quý cô bác anh chị Nhâm Tuất, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học, bước vào khoảng thời gian đúng 3 tháng tới, đó là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 âm lịch, vận trình của bản mệnh Nhâm Tuất sẽ có cả hung lẫn cát.
Nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Nhâm Tuất tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Nhâm Tuất cũng có thể biết trước được thiên cơ. Để xoay chuyển càn khôn, dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Đầu tiên, xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi Nhâm Tuất tháng 3 âm lịch năm 2024. Luận tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Nhâm Tuất, Nguyệt lệnh mộ cho thấy bản mệnh có sự quyết tâm cao độ trong công việc. Nhâm Tuất đã xây dựng cho mình một kế hoạch rõ ràng và kỷ luật cao để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Nhâm Tuất không để bất cứ điều gì làm mình sao nhãng mà luôn tập trung vào những việc quan trọng. Nhâm Tuất cũng không ngừng học hỏi và nâng cao kiến thức, kỹ năng của mình trong những lĩnh vực mình còn yếu kém. Nhâm Tuất hiểu rằng sự nghiệp không phải là con đường thẳng mà có lúc phải chịu sự chậm trễ, khó khăn để có thể tiến xa hơn. Nhâm Tuất có tinh thần lùi một bước để tiến hai bước, không vội vàng hay nôn nóng. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với cách làm việc của Nhâm Tuất. Có những người cảm thấy Nhâm Tuất quá khắt khe, quá nghiêm túc, quá ít vui chơi. Họ có thể nói xấu hoặc chỉ trích Nhâm Tuất vì Nhâm Tuất thường xuyên từ chối những lời mời gọi. Nhâm Tuất không nên để bị ảnh hưởng bởi những người này mà hãy tin vào bản thân và những gì Nhâm Tuất đang làm. Nhâm Tuất cũng nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nhâm Tuất không nên quá cứng nhắc, quá cố chấp trong công việc, mà hãy biết linh hoạt và lắng nghe ý kiến của người khác. Nhâm Tuất cũng nên dành thời gian cho gia đình, bạn bè và người yêu để họ cảm thấy Nhâm Tuất quan tâm và yêu thương họ. Tháng mới có Tỷ Kiên chiếu mệnh, khiến bản mệnh gặp phải nhiều lời đồn đại, bàn tán về cuộc sống cá nhân của mình. Điều này có thể làm Nhâm Tuất cảm thấy buồn bã, lo lắng và căng thẳng. Nhâm Tuất nên biết cách bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình, không để những điều tiêu cực ảnh hưởng tới tâm trạng và công việc của mình. Vận trình tình cảm của Nhâm Tuất trong tháng này không có nhiều biến động. Nhâm Tuất không coi đây là ưu tiên hàng đầu của mình, mà hơn nữa là sự nghiệp. Nếu người ấy hiểu và ủng hộ Nhâm Tuất, thì mối quan hệ sẽ ổn định và hạnh phúc. Nếu người ấy không hài lòng và ghen tuông, thì Nhâm Tuất sẽ phải đối mặt với những xung đột và tranh cãi. Theo luận giải mới nhất, tuổi Nhâm Tuất trong tháng 3 âm lịch năm 2024 sẽ gặp phải đại hao chiếu mệnh. Đây là sao xấu, mang lại nhiều khó khăn và trắc trở cho bản mệnh, đặc biệt là về mặt tài chính. Dù Nhâm Tuất đã rất cẩn thận và tiết kiệm trong việc chi tiêu, nhưng vẫn không tránh khỏi những khoản phải bỏ ra lớn lao trong tháng này. Có thể Nhâm Tuất sẽ phải đối mặt với những chi phí bất ngờ như sửa chữa nhà cửa, xe cộ, máy móc hoặc trả nợ cho người thân, bạn bè. Hoặc có thể Nhâm Tuất sẽ phải đầu tư vào một dự án kinh doanh mới mà kết quả chưa chắc đã thuận lợi. Hoặc có thể Nhâm Tuất sẽ bị mất trộm, bị lừa đảo hoặc bị phạt tiền vì những sai lầm không đáng có. Dù là lý do gì đi nữa, Nhâm Tuất đều cảm thấy rất áp lực và lo lắng về tình hình tài chính của mình. Nhâm Tuất có thể cảm thấy bất công và oán trách số phận khi mà Nhâm Tuất đã cố gắng tích cóp từng đồng, từng xu mà vẫn không có được sự an toàn và thoải mái. Nhâm Tuất có thể cảm thấy hối tiếc và buồn bã khi mà Nhâm Tuất đã bỏ qua những niềm vui và sở thích của bản thân để dành dụm mà vẫn không có được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, Nhâm Tuất không nên quá bi quan và nản lòng. Thay vào đó, Nhâm Tuất nên nhìn nhận đây là một cơ hội để rèn luyện và nâng cao kỹ năng quản lý tài chính của mình. Nhâm Tuất nên học hỏi từ những sai lầm và rút ra những bài học quý giá cho tương lai. Nhâm Tuất nên tìm kiếm những nguồn thu nhập mới và tận dụng những cơ hội kinh doanh có lợi. Nhâm Tuất nên kiểm soát được chi tiêu của mình và tránh xa những cuộc vui xa xỉ và không cần thiết. Một trong những cách hiệu quả để giúp Nhâm Tuất quản lý tài chính tốt hơn là ghi chép lại các khoản thu chi hàng ngày. Nhâm Tuất có thể sử dụng sổ tay, file Excel hoặc các ứng dụng trên điện thoại để làm việc này. Bằng cách này, Nhâm Tuất sẽ biết được Nhâm Tuất đã tiêu vào đâu, bao nhiêu và vì sao. Nhâm Tuất sẽ có được cái nhìn tổng quan và chi tiết về dòng tiền cá nhân của mình. Từ đó, Nhâm Tuất sẽ có thể lập ra một ngân sách hợp lý và phù hợp với thu nhập và mục tiêu của mình. Bản mệnh Nhâm Tuất đã trải qua những tháng đầu năm mới với nhiều hoạt động ngoại giao và kết nối, nhưng cũng để lại cho Nhâm Tuất cảm giác mệt mỏi và kiệt sức. Nhâm Tuất cần dành thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và bảo vệ sức khỏe. Nhâm Tuất không nên tham gia quá nhiều buổi tiệc tùng hay nhậu nhẹt, vì chúng có thể gây hại cho cơ thể và tinh thần của Nhâm Tuất. Sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất để Nhâm Tuất có thể hoàn thành công việc và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người xung quanh. Nhâm Tuất nên chú ý đến chế độ ăn uống hợp lý, phù hợp với cơ địa của mình. Nếu Nhâm Tuất thuộc người âm hư, Nhâm Tuất nên ăn nhiều rau xanh, đậu, cá, sữa và các sản phẩm từ sữa, mía và các loại ngũ cốc. Nếu Nhâm Tuất thuộc người dương hư, Nhâm Tuất nên ăn nhiều thịt gà, dê, bò và các loại thực phẩm giàu protein.
Nhâm Tuất cũng nên uống đủ nước mỗi ngày, tránh uống quá nhiều đồ uống có ga, cà phê hay rượu bia. Ngoài ra, Nhâm Tuất cũng nên rèn luyện thể chất bằng cách tập thể dục, yoga hay thiền định. Những hoạt động này sẽ giúp Nhâm Tuất giải tỏa căng thẳng, tăng cường sức đề kháng và cải thiện tâm trạng. Nhâm Tuất cũng có thể chọn những sở thích cá nhân để làm trong thời gian rảnh rỗi như đọc sách, nghe nhạc, xem phim hay làm đẹp. Những điều này sẽ giúp Nhâm Tuất tăng thêm tự tin và hạnh phúc. Trong tháng này, Ngũ Hoàng bay về phương Tây Bắc thuộc hành Kim. Đây là mối quan hệ sinh khí giữa Thổ sinh Kim, có lợi cho tuổi Nhâm Tuất trong công việc và tài lộc. Tuy nhiên, Nhâm Tuất cũng cần phải cẩn trọng khi đi xa trong những ngày này vì có thể gặp phải những rắc rối hay tai nạn không mong muốn. Nhâm Tuất nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi, mang theo những vật dụng cần thiết và tuân thủ luật lệ giao thông. Nhâm Tuất cũng nên giữ liên lạc với gia đình và bạn bè để họ biết được tình hình của Nhâm Tuất. Bản mệnh Nhâm Tuất là một trong những tuổi có tính cách kiên cường và chịu đựng. Nhâm Tuất luôn biết cách vượt qua khó khăn và không ngừng phấn đấu. Nhưng Nhâm Tuất cũng không nên quá áp lực bản thân hay quên mất việc chăm sóc sức khỏe. Hãy luôn giữ cho mình một tinh thần thoải mái và lạc quan để có thể đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Vừa rồi là dự ngôn, luận giải tổng quan về Minh Đường tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Nhâm Tuất. Vậy bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc, sức khỏe và công việc của bản mệnh Nhâm Tuất sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị Nhâm Tuất cùng lắng nghe. Dự ngôn tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tuất trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất Minh Đường tử vi, tháng 4 âm lịch sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất trong tháng không có gì đáng phải lo ngại. Bản mệnh có thể mắc phải bệnh vặt khi chuyển mùa, nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý là ổn. Thời điểm này nắng nóng kéo dài, bản mệnh nên có ý thức bảo vệ chính mình. Đừng đi ngoài nắng quá lâu, cần dừng lại trong bóng râm nghỉ ngơi để giảm nhiệt cho cơ thể, chú ý uống nhiều nước để không bị mất nước quá nhiều. Trong tháng 4 âm lịch, dù nguyệt lệnh không ủng hộ, công việc cũng lên xuống bất ổn, nhưng lại có quý nhân tam hợp nâng đỡ, tuổi Nhâm Tuất ổn định kinh tế, thu nhập đều đặn, kiểm soát tình hình tài chính tốt, nên chi tiêu vẫn thoải mái, không hề cảm thấy eo hẹp, mức thu nhập của người làm công ăn lương ổn định, không giảm nhưng cũng chưa thấy dấu hiệu tăng. Ngoài nguồn lương chính, hầu như không có khoản thu ngoài luồng nào, nếu có chỉ là khoản tiết kiệm mà Nhâm Tuất dành dụng được trước đó. Muốn đi du lịch xa hoặc mua sắm thứ gì đó đắt tiền, lại phải đặt lên bàn cân để cân nhắc. Tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan, tài lộc có lúc lên xuống bất ổn, nhưng nhìn chung không ảnh hưởng quá nhiều, mọi việc vẫn được tiến hành khá suôn sẻ. Lợi nhuận thu về khả quan, đầu tư giai đoạn này không thuận, nhất là đầu tư mạo hiểm, khi nhận được lời đề nghị hùn vốn đầu tư của người khác. Mệnh chủ cần thận trọng xem xét lại các nguồn thông tin, đừng thấy người khác làm ào ạt mà mình cũng tát nước theo mưa, làm ăn thiếu hiểu biết đồng nghĩa với thua lỗ càng lớn. Sự xuất hiện của bạch hổ phá tinh không chỉ gây áp lực tinh thần mà còn mang điềm báo hao tài tốn của, tiền bạc vừa kiếm được là tiêu bằng sạch, hầu như không tích lũy được. Trong tháng nếu phát sinh những giao dịch tiền bạc quan trọng hay vấn đề vay mượn tiền của tuổi Nhâm Tuất, cần đề cao cảnh giác, đừng bị lừa gạt hoặc dính dáng tới pháp luật. Để chủ động nắm bắt vận trình cả tháng, tuổi Nhâm Tuất đừng quên theo dõi tử vi hàng ngày. Ngoài ra, tuổi Nhâm Tuất cũng cần chú ý đến việc duy trì mối quan hệ xã hội và gia đình. Trong tháng 4 âm lịch này, có thể sẽ có những khó khăn trong giao tiếp và xử lý mối quan hệ với người thân. Tuy nhiên, việc giữ gìn lòng tin và sự hiểu biết sẽ giúp Nhâm Tuất vượt qua mọi trở ngại. Về tình cảm, tuổi Nhâm Tuất cần dành thời gian để chăm sóc và hiểu biết đối tác. Đừng để công việc áp đặt lên tình yêu thương và hạnh phúc gia đình. Hãy tạo ra khoảng thời gian riêng tư để tận hưởng niềm vui và hạnh phúc bên người yêu thương. Theo dõi Minh Đường tử vi tháng 4 âm lịch của 12 con giáp năm 2024, vận trình sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất trong tháng mới nhờ sự hậu thuẫn của nhiều quý tinh nên thăng hạng rõ rệt, vừa được tam hội thái tuế che chở, lại có cả nguyệt lệnh tâm trường sinh hỗ trợ. Đây là một tháng quý nhân luôn song hành trên mỗi bước thành công của bản mệnh. Mọi việc có chiều hướng đi lên, nhưng lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao. Những việc Nhâm Tuất đành bỏ dở từ tháng trước hay muốn thực hiện mà chưa có cơ hội thì hầu hết đều được tái khởi động và phát triển thuận lợi trong tháng này. Xua tan mây mù ảm đạm, thời điểm có đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa như này, nếu Nhâm Tuất không tận dụng để bứt phá thì sẽ rất khó tìm được một cơ hội ngon ăn tương tự như này nữa. Quý nhân trong tháng 4 không phải là ai quá xa lạ, đối phương có thể là đồng nghiệp, cấp trên, một người bạn cũ, nhìn chung, những cuộc gặp gỡ, trao đổi trong tháng 4 âm lịch này đều có thể đem tới cho bản mệnh những thông tin hữu ích, tạo điều kiện để con giáp này chạm tay tới mục tiêu của mình. Tháng 4 âm lịch này cũng cho thấy rõ, tinh thần làm việc hăng say của Nhâm Tuất
không còn là giai đoạn ngồi chờ việc đến với mình nữa. Nhâm Tuất chủ động, xông xáo hơn hẳn, bản mệnh cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, nhờ đó không còn cảm thấy nhàm chán hay bế tắc như trước. Tuy vậy, tháng này Nhâm Tuất càng phải cẩn thận hơn, làm đến đâu chắc đến đấy, việc mình làm, chớ nên khoe khoang hay đao to búa lớn, kẻo thu hút tiểu nhân quấy phá. Trong quá trình thực hiện công việc, có thể gặp trở ngại, nhưng với các điều kiện thuận lợi đang sẵn có, Nhâm Tuất sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn, không phải lo nghĩ nhiều. Tháng 4 âm lịch này, phương diện tình cảm của người tuổi Nhâm Tuất nở hoa kết trái, tình yêu lứa đôi thăng hoa, hỷ sự liên tiếp, đi đâu Nhâm Tuất cũng dễ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Được nhiều đối tượng khác giới theo đuổi, bản thân Nhâm Tuất cũng chịu ảnh hưởng khá nhiều từ mộc dục, tâm tính trở nên dịu dàng hơn hẳn. Thêm nữa, Nhâm Tuất cũng chú trọng tới hình thức, phong thái bề ngoài nhiều hơn, không còn quá tùy tiện thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài như trước nữa. Dù chỉ là chút thay đổi, nhưng cũng đủ để thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người rồi. Trong tháng, hôn nhân cung gặp hồng loan chủ đào hoa, mang tin vui cho chuyện tình yêu đôi lứa, khả năng cao hai người sẽ tiến tới hôn nhân, thăng cấp ngoạn mục cho mối tình. Dù là đã kéo dài nhiều năm hay mới chớm nở, đây là dịp tốt để người độc thân tìm cho mình đối tượng ưng ý, chấm dứt tháng ngày cô đơn lẻ bóng với những ai đã lập gia đình. Quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái đều không có khúc mắc gì quá lớn, dù đôi lúc nãy sinh mâu thuẫn, tranh luận, nhưng cuối cùng mọi chuyện đều dừng lại ở điểm có thể kiểm soát được. Tháng này còn có lợi cho việc đi du lịch, thăm bạn bè, người thân, đính hôn, kết hôn, nhìn chung, đời sống tình cảm của tuổi Nhâm Tuất phong phú, đa sắc, chứ không một màu, giản đơn như trước. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video lộ diện tháng phát tài lớn nhất Nhâm Tuất 1982, gặp thời đổi vận, tiền vàng ùn kéo về, đúng 3 tháng tới. Cô bác anh chị Nhâm Tuất thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Minh Đường Tử Vi biết rằng thời tiết những ngày vừa qua nắng chẳng dễ chịu là mấy, cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn và lưu thông cô bác anh chị nhé. Nếu cuộc sống này có làm cho cô bác anh chị cảm thấy mỏi mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này. Chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe thì Minh Đường Tử Vi tin rằng với sự phấn đấu và nỗ lực của mình, đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video. Để Minh Đường Tử Vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này, Minh Đường Tử Vi không mong gì hơn, chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can những người phụng sự Minh Đường Tử Vi suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng, sẽ là dự ngôn tổng quan tử vi bản mệnh Nhâm Tuất trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất tử vi năm 2024, xét về vận trình sức khỏe tháng 5 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất, con giáp này không có nhiều điều đáng phải lo ngại. Chỉ là Minh Đường Tử Vi nhắc nhở bản mệnh nên nghĩ thoáng hơn cho mọi vấn đề, chớ làm mình căng thẳng quá mức. Hãy chăm chỉ tập luyện thể dục, thể thao, năng nói chuyện, tâm sự, chia sẻ với mọi người để giải tỏa những áp lực mình đang phải gánh chịu. Trong tháng 5 âm lịch, tuổi Nhâm Tuất lâm tượng lục hợp, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt, mà bán hàng cũng tốt hơn nhiều, nguyệt lệnh đi vào đất đế vượng, chẳng những thế mà những chú hổ còn có thể phát triển, mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt. Những may mắn của con giáp này không chỉ dừng lại ở đó, khi mà hễ động vào đâu là tuổi Nhâm Tuất cũng có thể biến nó thành tiền bạc cho mình. Vận khí đang lên nên chớp lấy thời cơ phát tài ngay khi có thể. Tuy nhiên, kiếp tài đang rình rập là điềm báo cho thấy con giáp này có thể sẽ vì một phút yếu lòng mà mua sắm những thứ vô bổ, chẳng hề cần thiết, bản mệnh nên biết đâu là thứ mình thực sự cần, đừng sa đà chỉ vì sở thích nhất thời. Tại góc chính nam trong nhà, người tuổi Nhâm Tuất nên lưu ý tránh để nhiều đồ đạc bừa bãi hay không dọn dẹp, để nhà cửa bẩn thỉu, có thể khiến cho tài lộc tiêu tán, dễ mất tiền hao của. Tuổi Nhâm Tuất năm 2024 được dự báo sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi trong công việc và kinh doanh. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những cơ hội này, người tuổi Nhâm Tuất cần phải cẩn trọng và sáng suốt trong việc quản lý tài chính và quyết định chi tiêu. Tháng 5 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất được xem là thời điểm thuận lợi để khám phá và phát triển các dự án kinh doanh mới. Sự hỗ trợ từ người khác và cơ hội gặp gỡ mới sẽ giúp con giáp này mở rộng quy mô kinh doanh và tạo ra những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên quá lạc quan mà không kiểm soát được chi tiêu. Kiếp tài rình rập là điềm báo cho thấy
con giáp này có thể sẽ vì một phút yếu lòng mà mua sắm những thứ vô bổ, chẳng hề cần thiết. Bản mệnh nên biết đâu là thứ mình thực sự cần, đừng sa đà chỉ vì sở thích nhất thời. Ngoài ra, trong tháng 5 âm lịch, tuổi Nhâm Tuất cũng cần chú ý đến sức khỏe, hãy chăm chỉ tập luyện thể dục, thể thao và duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Để duy trì sức khỏe tốt, việc tạo điều kiện cho bản thân được nghỉ ngơi và thư giãn cũng rất quan trọng để giảm bớt căng thẳng và áp lực trong cuộc sống hàng ngày. Xem Minh Đường tử vi tháng 5 âm lịch, tuổi Nhâm Tuất âm lịch, bản mệnh may mắn được cả lục hợp thái tuế lẫn nguyệt lệnh lâm quan hỗ trợ nên vận khí khá vượng, đặc biệt ở phương diện công danh sự nghiệp. Công việc dễ có sự đồng hành của quý nhân, đánh đâu thắng đó, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, thành công. Điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Lại thêm cả các tinh thái dương nhập cục, con giáp này có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ từ vận trình vượng vận khí của mình. Nhiều các tinh vây quanh, gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể. Không còn tình trạng mất phương hướng nữa, bản mệnh tìm lại được sự hứng khởi, nhiệt tình, xông xáo trong công việc. Thời điểm này, tinh thần làm việc ngày càng hăng say, sức sáng tạo nhiệt tình sẽ mang tới cho Nhâm Tuất những thành công bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn Nhâm Tuất sẽ gặt hái thành quả tốt. Sự chủ động sẽ giúp Nhâm Tuất gây được ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên. Đừng sợ mình không làm được, chỉ cần Nhâm Tuất muốn thì có rất nhiều cách. Hãy cứ tự tin vào năng lực và những kinh nghiệm bản thân đã tích lũy được và đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp từ những người đi trước giàu kinh nghiệm. Nhìn chung, công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì, vận khí đương lên, Nhâm Tuất cần tích cực vươn lên, chủ động nắm bắt cơ hội tốt. Chỉ cần bản mệnh cầu tiến, cần mẫn trong công việc, mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dự liệu của Nhâm Tuất. Đặc biệt, với những người có ý định khởi nghiệp hay bắt đầu một công việc mới, bản mệnh nhờ được quý nhân giúp sức nên có thể mạnh dạn hiện thực hóa lý tưởng của mình. Xông xáo tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỷ lệ thành công cũng rất cao. Dù vậy, Nhâm Tuất vẫn cần lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội kẻo khiến vận may tan biến, sẽ rất dễ hỏng việc. Hãy tranh thủ cơ hội thể hiện bản thân và sự ủng hộ của mọi người. Đồng thời, nếu được người khác hỗ trợ, đừng quên tỏ thái độ trân trọng sự giúp đỡ ấy. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung lộ diện tháng phát tài lớn nhất Nhâm Tuất 1982 gặp thời đổi vận, tiền vàng ùn ùn kéo tới đúng 3 tháng tới từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải, mong quý cô bác anh chị thông cảm. Hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị Nhâm Tuất thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Nhâm Tuất nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.